Bình Phước, vùng đất cửa ngõ liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên. Vùng điểm giao thương, đất giá liên kết cùng với phía Nam, Tây Nguyên và cả nước bạn Lào, Campuchia. Nơi được mẹ thiên nhiên ban tặng với những cảnh quan ấn tượng, thảm thực vật phong phú, thác nước hùng vĩ, những cánh rừng cao su bạt ngàn. Và Bình Phước là quê hương của 41 dân tộc anh em cùng nhau chung sống, tạo nên nền văn hóa đa sắc màu, độc đáo và khác biệt. Từ vị trí là tỉnh có xuất phát điểm không mấy ấn tượng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thì nay đã khác, nền kinh tế Bình Phước đã và đang có sự chuyển biến rõ rệt, phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có đến 13 khu công nghiệp lớn với diện tích 6.061 ha, trong đó có 8 khu công nghiệp lớn đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Theo quy hoạch, trong giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh đề xuất quy hoạch 61 cụm khu công nghiệp với tổng diện tích 3.381 ha, tăng thêm 1.780 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp đóng góp hơn 40% giá trị nền kinh tế, đón đầu làn sóng dịch chuyển hệ thống nhà máy sản xuất từ các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là sau dịch. Định hướng đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, quy mô GDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU có hiệu lực và được thực thi hiệu quả với cam kết sâu rộng, mang lại nhiều cơ hội thuận lợi đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đứng trước điều kiện phát triển mới, các dự án FDI triệu đô lần lượt đổ về đầu tư, quá trình đô thị hóa tại Bình Phước diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, bền vững. Trong 9 tháng, Bình Phước đã cấp phép cho 31 dự án FDI với số vốn đăng ký là 108,46 triệu USD. Thời gian qua, Bình Phước đã và đang hoàn thành tốt các công tác xây dựng, nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 14, DT741, DT759, DT760, giúp kết nối thuận lợi các tỉnh Tây Nguyên, Bình Dương, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia. Trong tương lai, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trân Thành với tổng kinh phí lên đến 965 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước có tổng chiều dài 73 km và cao tốc Trân Thành - Gia Nghĩa dài 130 km với tổng số vốn 26.631 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ là đòn bẩy đánh bật sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, việc tái lập cầu Mã Đà được xem là bước điểm vững chắc trong sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đây là tuyến đường gần nhất để Bình Phước tiếp cận quốc lộ 20, đặc biệt là quốc lộ 1A, con đường xương sống huyết mạch nối liền kinh tế hai miền Nam Bắc. Với quyết tâm cao, sẵn sàng bố trí các nguồn lực để thực hiện các công trình phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, phát triển đô thị nhằm quy động nguồn lực đầu tư, Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín hàng đầu và dày dặn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, vùng đất Bình Phước đang trở thành cực hút nam châm của thị trường bất động sản phía Nam khi nhiều ông lớn trong ngành đổ về đây xây dựng dự án, góp phần rất lớn trong việc thay đổi bộ mặt đô thị Bình Phước. Trong 5 năm trở lại đây, bất động sản Bình Phước được khách hàng đón nhận tốt với mức độ tăng giá trung bình từ 15-30% trên năm tùy theo khu vực. Với nhiều lợi thế, bất động sản đang vươn lên trở thành động lực phát triển mới của tỉnh Bình Phước. Là một trong những địa phương của tỉnh Bình Phước có nhiều lợi thế, thế mạnh để phát triển công nghiệp, thị xã Trân Thành được xem là cánh chim đầu đàn trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bình Phước, với tổng diện tích đất công nghiệp chiếm 67% toàn tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, khu công nghiệp Minh Hưng 3, khu công nghiệp Trân Thành 1, khu công nghiệp Trân Thành 2, khu công nghiệp BKMX Bình Dương với tổng diện tích 3.136 ha. Trân Thành nằm trên trục quốc lộ 13, trục kết nối Bình Phước và các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Trân Thành cũng là điểm cuối quốc lộ 14 và là đoạn đầu của Hồ Chí Minh nối dài. Tuyến giao thông này đã kết nối Trân Thành nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung với các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Trân Thành đã và đang trở thành địa phương có cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn năm 2019-2021 trung bình đạt 17,37%, thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với thu nhập bình quân cả nước. Là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển công nghiệp và đô thị của tỉnh Bình Phước,
phát huy tổng lực các thế mạnh hiện hữu, thị trường bất động sản Trân Thành đang là điểm đến hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ giới đầu tư địa ốc. Tháng 10 vừa qua, Trân Thành đã chính thức lên thị xã. Việc chuyển mình lên thị xã là tiềm lực thúc đẩy Trân Thành trở thành một khu đô thị công nghiệp hiện đại, đồng bộ với nhiều bước tiến mạnh mẽ. Tốc độ đô thị hóa nhanh, nền kinh tế tăng trưởng mức cao, GDP tăng đều hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, hạ tầng chú trọng nâng cấp, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị hiện đại, văn minh. Theo quy hoạch năm 2030, tầm nhìn năm 2040, Trân Thành sẽ là một trong những đô thị trọng điểm của khu vực phía Nam. Địa phương này cũng định hướng trở thành đô thị động lực kinh tế của tỉnh Bình Phước, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng. Cũng theo đó, đô thị Trân Thành sẽ tập trung theo hướng phát triển đô thị công nghiệp, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị loại 4, hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2030. Đặc biệt trong giai đoạn tới, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm sẽ được triển khai, tạo nền tảng cho Trân Thành phát triển như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trân Thành, cao tốc Trân Thành - Đắk Nông, cao tốc Đức Hòa - Trân Thành, đường sắt Dĩ An - Hoa Lương, quốc lộ 14C, cảng nội địa ICN - Trân Thành. Khi hình thành sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiềm năng tăng trưởng bất động sản địa phương. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước nói chung và Trân Thành nói riêng đang vươn mình phát triển để nâng tầm khát vọng trở thành một vùng đất trù phú, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và mở ra tương lai tươi sáng cho bất động sản địa phương.